Xin chào các bạn, mình đến từ mn.vn và ngày hôm nay mình thông báo cho anh em một tin cực kỳ là vui luôn, cực kỳ là hot luôn. Đó là Vsmart đã chính thức giảm giá chiếc Vsmart Lite đình đám này với mức giá không tưởng anh em nhé, với mức giá không tưởng luôn. Hiện tại là đầu tháng 11 và bên mình bán chiếc máy này theo cái diện giảm giá của Vsmart Lite với phiên bản 6GB RAM bộ trong 64GB với giá chỉ có 3.350.000 thôi anh em nhé. Chỉ có 3.350.000 thôi, có nghĩa là rẻ hơn cả Xiaomi Redmi Note 7 này, rẻ hơn cả Xiaomi Redmi Note 8, rẻ hơn cả Realme Q và rẻ hơn cả Xiaomi Redmi Note 7 Pro bản sách tay luôn. Rẻ luôn. Với cái mức giá như vậy và với cấu hình như chiếc Vsmart Lite này ấy, thì không có đối thủ luôn anh em nhá. Không đối thủ luôn. Phiên bản 4GB bộ trong 64GB thì là 3.150.000. Phiên bản 6GB RAM bộ trong 64GB là 3.350.000, mình nhắc lại là chỉ có 3.350.000 thôi anh em nhé. Và ngày hôm nay mình sẽ bóc hộp chiếc máy 3.350.000 này cho anh em xem và sẽ nói qua về sức mạnh của nó khi anh em bỏ mức giá chỉ hơn 3.000.000 một chút xíu thôi sẽ được như nào. Đặc biệt đây là sản phẩm Việt Nam, anh cũng biết rồi, anh em cũng biết rồi đúng không? Sản phẩm của tập đoàn Vsmart sản xuất ngay tại Hải Phòng, sản xuất ngay tại Việt Nam chúng ta bởi bàn tay con người Việt Nam. Mình không còn quan tâm đến cái việc là nó bị phốt là cùng linh kiện với máy Trung Quốc hay như nào, mình không quan tâm. Mà mình chỉ cần biết đây là một sản phẩm thương hiệu Việt Nam và chúng ta rất tự hào về sản phẩm này. Hiện tại trong phân khúc giá không có đối thủ luôn. Xiaomi hay là tất cả các hãng khác đều không chơi lại được nó luôn với khung mức giá như này anh em ạ. Người Việt mà làm ra một sản phẩm cực kỳ rẻ luôn đúng không anh em. Bây giờ mình sẽ bóc hộp cho anh em xem luôn. Thì trước tiên ấy thì mình cũng nói qua đây là một sản phẩm nguyên siêu nhá. Bên mình bán với mức giá 3.350.000 là bản nguyên siêu luôn và bán ship COD toàn quốc anh em luôn. Anh em chỉ cần liên hệ bên mình qua fanpage quanh kênh YouTube này hoặc gọi trực tiếp số điện thoại hotline cho mình nhá. Anh em có thể nhìn thấy đây là một sản phẩm của tập đoàn Vingroup và sản phẩm bởi công ty nghiên cứu Vsmart, được sản xuất tại khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Chúng ta anh em nhá, mình đang làm clip này tại Hải Phòng luôn và hiện tại bên mình chỉ có một cơ sở bán hàng duy nhất tại 170 Lạch Tray, Hải Phòng anh em nhá. Và đây là một sản phẩm nguyên siêu luôn. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là mình có màu trắng ngọc trai. Phiên bản này là có tên modem là VP FV. Mình xin lỗi là FV620A. Dài lần ngoan. Nói chung là của Việt Nam. Phiên bản 6GB RAM, bộ trong 64GB, bộ nhớ khả dụng chúng ta có thể sử dụng được là khoảng hơn 50GB. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy này. Nó sẽ có đầy đủ thông tin bằng tiếng Việt ở đây. Và bây giờ mình sẽ bóc siêu luôn. Đấy, hộp đóng gói thì nó như sản phẩm Vsmart khác của năm 2019 thôi. Sản phẩm này rất là nhiều người bóc hộp từ khi mức giá nó còn 7 triệu cơ, nhưng bây giờ chỉ còn hơn 3 triệu thôi anh em ạ. Giảm 50%, giảm khoảng nửa rồi, hơn một nửa rồi. Đây, anh em có thể nhìn thấy là nguyên siêu nhá. Mình sẽ bóc siêu luôn xem như nào. Ok, đây là màu trắng ngọc trai anh em nhá. À, chúng ta có thể nhìn thấy à. Toàn bộ thông tin là tiếng Việt hết. Mình có bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 675. Bộ vi xử lý này tương đương với bộ vi xử lý của chiếc Xiaomi Redmi Note 7 Pro anh em nhé. Redmi Note 7 Pro luôn. Redmi Note 7 chỉ là 660 và Redmi Note 8 hiện tại bây giờ là 665. Đây là 675 nhá. Màn hình là tràn viền AMOLED 6.2 inch. Anh em cảm thấy tuyệt vời, màn hình AMOLED luôn. Có 3 camera AI luôn. Pin là 4000 mAh. Pin tương đương với sản phẩm Redmi Note 7 và Redmi Note 7 Pro. Những sản phẩm hãng khác thì mình không biết, bởi vì là sản phẩm Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 hiện tại đang làm anh em mua rất là nhiều luôn, bởi giá rẻ, cấu hình cao. Nhưng bây giờ thì không có tuổi với Vsmart của chúng ta đâu. Có cảm biến vân tay trên màn hình luôn. Và mình sẽ bỏ máy qua một bên cùng xem phụ kiện nhá. Chắc chắn một điều là nó sẽ hơn chiếc Xiaomi rồi, bởi vì nó có tai nghe anh em ạ. Và điều đặc biệt là chiếc tai nghe này được sản xuất tại Việt Nam, không như những chiếc Xiaomi khác, không như những chiếc Xiaomi Vsmart khác là tai nghe sản xuất tại Indonesia, thì tai nghe sản xuất tại Việt Nam. Và tất nhiên là Xiaomi thì không có tai nghe anh em ạ. Đây là một sản phẩm có tai nghe nhất trong anh em nhá. Đó, tai nghe tương đối xịn này, mình sẽ lấy ra cho anh em xem luôn. Chúng ta sẽ có một cái tai nghe dây vải đồng hoàng, dây là dây vải đồng hoàng luôn, rất là xịn này. Đó, được sản xuất tại Việt Nam này. Tai nghe nhất trong, tương đối xịn. Một sợi cáp USB Type-C cũng được sản xuất tại Việt Nam luôn. Đó, chúng ta có một sợi cáp USB Type-C sản xuất tại Việt Nam luôn nhá. Và một củ sạc. Và mình sẽ cùng xem. Đây là củ sạc nhanh 3.0 anh em ạ. Một sạc nhanh 3.0 luôn. Và cũng sản xuất tại Việt Nam. Anh có thể nhìn thấy không? Tự hào luôn. Toàn bộ đều được sản xuất tại Việt Nam. Đó. Có sạc nhanh 3.0 này, có cáp USB Type-C này, có tai nghe luôn. Hơn Xiaomi rất nhiều luôn anh em.
Note 7 thì không có sạc nhanh này, Note 7 Pro thì mới có sạc nhanh, Note 8 mới có sạc nhanh, nhưng đây là chúng ta có một sản phẩm rất là rẻ nhá, hơn 3 triệu một chút xíu rồi, 3.350.000 có sạc nhanh luôn nhá. Đây là một sản phẩm màu trắng ngọc trai anh em nhìn này. Đẳng cấp đúng không? Đây nhá. Chúng ta sẽ cùng mở ra. Sản phẩm này có 3 camera luôn, mà camera chính của chúng ta là 48 megapixel, có 2 camera phụ, trong đó một camera là 8 megapixel, một camera là 5 megapixel. Chắc chắn một điều là nếu mà về thông số thì nó hơn đứt sản phẩm Xiaomi Redmi Note 7 Pro rồi đúng không anh em? Và bây giờ mình sẽ bóc hết ra để cùng xem bên trong sẽ là như thế nào. Đây, còn chúng ta có một cái siêu màu đỏ rất là đặc trưng của Vsmart ở đây. Ok, mình sẽ khởi động nguồn lên nhá. Trong lúc chờ khởi động nguồn này chúng ta sẽ cùng xem có cái phụ kiện gì trong máy nữa không nào. Đó, chắc chắn rồi, nó sẽ có thêm. Đặc biệt luôn. Đúng giống những sản phẩm khác. Bây giờ chúng ta sẽ có một ốp lưng ở đây. Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt V260A anh em này. Giấy bảo hành ở đây. Thì đây là một sản phẩm mới nguyên siêu chính hãng của Việt Nam, và chúng ta sẽ được bảo hành 18 tháng anh em nhé. Bảo hành 18 tháng trên toàn quốc luôn. Anh em đến bất cứ nơi nào của Vsmart, như là Vinmart cộng những siêu thị Vinmart ấy, có treo biển logo của Vsmart thì chúng ta đều được bảo hành được 1-1 trong vòng 101 ngày luôn, và được bảo hành 18 tháng anh em nhé. Bảo hành 1 năm rưỡi luôn. Rồi bây giờ màn hình đã lên rồi, chúng ta có thể nhìn thấy màn hình rất là đẹp không? Rất là đẹp luôn. Nó làm cho chiếc điện thoại của mình phải tối xuống, camera của mình phải tối xuống luôn, bởi vì đây là màn hình AMOLED anh em ạ. Bây giờ mình sẽ vào tiếng Việt, tất nhiên là có tiếng Việt luôn, và chúng ta sẽ không phải chờ đợi gì cả. Đây là một sản phẩm chính hãng. Cái mức giá mà mình vừa nói giới thiệu cho anh em biết, của Redmi Note 7 hiện tại bên mình đang bán bản 464GB với giá là 3.550.000, Redmi Note 8 là 3.650.000, và Redmi Note 7 Pro hiện tại bây giờ đang có giá là 4.550.000 cơ. Và tất nhiên là đấy là những bản sách tay anh em ạ, không có tiếng Việt, không có tai nghe luôn. Đây là bản chính hãng, chúng ta có tiếng Việt đầy đủ luôn, và đây là sản phẩm của Việt Nam. Anh em có thể thấy là hiện tại bây giờ máy Việt Nam với mức giá rất là rẻ luôn. Sản phẩm này với mức giá phải nói là Xiaomi không có tuổi luôn, với mức cấu hình và mức giá như này. Thì bây giờ là mình chỉ làm cái clip bóc hộp qua và giới thiệu qua cho anh em về sản phẩm như này thôi. Mình sẽ sớm làm clip mà so sánh nó với một chiếc điện thoại nào đó của Xiaomi, như là chiếc Redmi Note 7 Pro chẳng hạn, với cấu hình tương tự, để xem là chúng ta sản phẩm của chúng ta với cấu hình tương tự thì sẽ có ngon hơn sản phẩm của Trung Quốc không ấy nhá. Và bây giờ sản phẩm của Trung Quốc như chiếc Xiaomi Redmi Note 7 Pro thì rất là nhiều anh em thích rồi, rất là nhiều anh em mua rồi, với cái khả năng độ bền rất là cao, thiết kế rất là đẹp, và tất nhiên rồi Xiaomi mà rất là nổi tiếng. Thì bây giờ chúng ta đã có Vsmart cạnh tranh trực tiếp với Xiaomi luôn, giá cực kỳ rẻ luôn anh em nhìn này. Mình cầm trên tay thì cũng thấy ok đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sơ qua xem là như nào, màn hình xem nào. Rất là đẹp đúng không anh em? Đây là camera này. Rồi, chúng ta có một camera toàn tiếng Việt hết luôn. Đây, mình sẽ thử nhá. Đó. Anh em có thể nhớ camera nó rất đẹp anh em ạ. Chắc chắn một điều là mình sẽ thử góc độ như nào. Đó. Chắc chắn một điều là với camera thông số như này thì nó hơn đứt cái sản phẩm của Xiaomi rồi. Đó, thì trải nghiệm sơ qua như vậy thôi. Cấu hình dáng bên ngoài và các thứ thì mình cũng cảm thấy ok. Cái viền tràn của nó rất là đẹp này. Đó, anh em có cái với cái mức giá chỉ có 3.350.000 thì xứng đáng là anh em sở hữu sản phẩm mới luôn. Anh em mua máy thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hotline bên mình là 0225 652 6789, hoặc anh em vào website là msm.vn, đầy đủ thông tin của cửa hàng mình ở đó, hoặc là anh em có thể comment tại cái video này ở cổ YouTube ở bên dưới nhá, để mình sẽ liên hệ với anh em và ship hàng toàn quốc cho anh em với sản phẩm này. Bên mình ship qua COD, anh em kiểm tra máy, bóc siêu rồi kiểm tra ok tất cả các thứ, thì anh em phải lấy sản phẩm này là sản phẩm chính hãng, bảo hành chính hãng lên đến 18 tháng, nên anh em cứ yên tâm luôn, mua ở đâu đều có trung tâm bảo hành ở đó, không phải lo vấn đề gì cả. Và anh em xem thấy hay thì anh em chia sẻ cho mọi người cũng biết, là vì về sản phẩm Việt Nam bây giờ mình rất là rẻ rồi, chạy tranh trực tiếp mới là sản phẩm của Trung Quốc, sản phẩm Trung Quốc không có cửa luôn. Và anh em thấy hay thì anh em cho mình một like, anh em thấy thích kênh của mình anh em cứ subscribe nhé. Mình sẽ sớm đưa ra cái clip để so sánh sản phẩm này với một sản phẩm của Xiaomi trong cùng phân khúc với cùng cấu hình cho anh em nhé. Chào tạm biệt anh em, cảm ơn anh em đã xem clip.